Như vậy là cũng tốt lắm rồi đó dì. À, dì nói dì có chuyện muốn nói với con. Là chuyện gì vậy dì? Đây là cái địa chỉ của ba con, ở Hàm Tân đó. Dạ, dì cứ để con đi thăm ba con. Ừ. Mà ba con chỉ là chủ nhà băng thôi, không có bị cải tạo lâu đâu. Dì đừng có nói là bị nhốt, người ta nghe được không có hay đâu dì. Ừ. Thôi con ngồi xuống đi. Ba con á bảo dì là nhờ con móc nối các đường đi ngoài Nha Trang để đưa mẹ con dì đi. Mình nhất định phải đi sao dì? Phải đi thôi con à. Khổ, nhục, đủ cả rồi. Mà dì nè, mình phải có tiền mình mới thuê được thuyền lớn để đi gì à? Ừ. Dì biết. Con cứ tìm người móc nối đường đi cho dì nghe. Dạ. Ừ. À mà nè. Dạ. Dì nghe người ta nói mình có tiền thì sẽ lo được cho ổng hả con? Dạ. Vậy thì con ráng tìm cách giúp dì nghe. Dạ. Để con thử coi sao. Ừ. Cô Thảo ơi, cô Thảo. Bà chủ nhà mới, để dì giới thiệu bả cho con nghe. Dạ. Ra đây. Dạ. Tôi nghe anh Năm nói cô có khách hả? Dạ, em có nói với chị đó. Ngày trước anh Sang có một người con trai, con của cô ca sĩ Phòng Trà. Dạ, con là Quang. Con chào dì. Ừ. Con lên Đà Lạt được mấy lần rồi? Dạ, hồi trước giải phóng ba con cũng có đưa con lên đây chơi được mấy lần rồi dì. Vậy hả? Hả? Dạ. Cậu lên đây được mấy lần? Cậu đi với ai? Dạ, đi với má con. Trời ơi, vậy là hai người vẫn qua lại với nhau hả? Dạ. Tôi có biết ớt giáp gì đâu. Dạ, dạ là... Cô Thảo à? Con xin lỗi mà. Thật ra ba con qua lại với má con cũng chỉ vì con thôi dì. Dì, dì Thảo, dì Thảo, dì Thảo. Thiệt tình. Bây giờ con đang làm gì ở Nha Trang vậy? Dạ, con đi thanh niên xung phong, ở vùng kinh tế mới mới về. Con cũng mới thi đại học ngoại thương mà chưa có được đi học đó dì. Sao vậy con? Dạ. Không đủ điểm hả? Dạ không có. Con đậu thủ khoa đó. Nhưng mà chắc cũng do lý lịch của ba con đó. Con ở chơi được mấy ngày? Dạ chắc ngày mai con về đó dì. Hôm nay con lên đây muốn lấy địa chỉ để đi thăm ba con thôi dì. Thiện ơi, Thiện ơi, Thiện, coi em đi con. Con có dì hay sao? Ừ. Dì có hai đứa. Đứa lớn thì đã 17 tuổi, còn đứa nhỏ chỉ mới hơn 2 tuổi thôi. Dạ. Thôi con vô nhà dì chơi đi. Dạ. Ông chủ, ông về rồi hả? Ông vô đi. Họ bằng xe của tôi, người ta đã nhổ hết rồi hả anh Năm? Dạ, tôi vẫn còn giữ một ít, trồng ở phía mộ của Phượng kìa. Ông chủ, thế phải thế, thế thời phải thế, bà nhà già cháu vẫn sống tử tế. Ở nhà ngang phía sau, ông chủ mới là người tốt. Tôi hiểu rồi. Chào ông. Tôi mới vừa được ra khỏi trại để trở về nhà. Tôi xin phép ông cho tôi ở tạm đây một thời gian. Tôi có giấy chứng nhận của trại. Chúc mừng ông đã được trở về. Ông cứ tự nhiên. Mời. Kìa anh. Em. Ông Sang, mời ông lên lầu uống trà. Nhà mình ở phía sau đó anh à. Anh. Dạ, ông mới về. Dạ chào chị. Anh à, để cho ông gặp vợ con mình trước đã. Rồi tối mình uống trà nói chuyện sau nghe anh. Ừ. Dạ, cảm ơn chị nhiều lắm. Dạ, đi anh. Anh à, anh vô nhà đi. Đi anh. Ba! Ba ơi, con nhớ ba lắm. Ba! Ba! Con của ba lớn quá rồi. Con đã trưởng thành rồi. Dạ. 3 năm qua thật là lâu đối với ba. Con đã làm gì hả? Dạ, con mới được đi học lại 2 năm nay à ba. Vậy là tốt rồi. Anh uống nước đi nè. Ừ. Nước nóng đó. Mới có 3 năm mà em tưởng cả thế kỷ á. Không sao. Gia đình mình còn sống. Còn gặp được nhau là quý, là mừng rồi mà. Nhưng mà nhà mình mất hết tiền bạc nhà cửa rồi. Bây giờ ba về mình phải ở đâu đây? Không lẽ mình cứ sống trong cái căn nhà ọt ẹt này hả ba? Sao giờ anh? Ráng chịu thêm một thời gian nữa thôi. Mình sẽ đi. Anh hai con đã lo xong hết thuyền bè rồi. Ba về là để đưa hai mẹ con đi. Lo xong hết rồi hả anh? Ừ. Em đưa thằng Quang mấy chục lượng vàng lận đó. Kỳ này anh về là để lấy cho bằng được viên kim cương của ông nội tôi nhỏ cất ở dưới gầm giường. Em xem coi có cách nào không? Em nghĩ khó lắm. Từ bữa mà em vô cái căn phòng bị hư thai tới bữa nay, ông Sửu cứ như lúc nào cũng đánh hơi thấy. Thành ra lúc nào cũng khóa cửa phòng. Tính sao đây anh? Sao dạo này anh hay nghĩ xấu cho người ta vậy chứ? Bà nói gì kỳ vậy? Bà phải hiểu rằng là tình hình vượt biên bây giờ đang trở thành vấn nạn. Con số vượt biên càng ngày càng tăng lên dùng dục. Năm 75, con số đó chỉ khoảng 300 người. Nhưng bây giờ lên khoảng gần 300.000 người rồi. Vậy hả? Mà sao họ lại bỏ quê cha đất tổ mà đi như vậy chứ? Người ta đi bằng đường nào mà nhiều vậy hả anh? Đa số đi bằng thuyền đánh cá. Còn lại một số ít đi bằng đường bộ sang Campuchia rồi sang Thái Lan. Những người bỏ đi như vậy đa số là bất mãn xã hội. Họ không yêu thương quê hương tổ tiên gì cả. Anh à, hay là anh cứ nói ông Sang đưa vợ con lên ở cái phòng trống cạnh nhà bếp của nhà mình đi. Sao cái đầu óc của bà không sáng lên được chút nào vậy? Cứ tôi thu vậy. 4-5 năm trời cũng vẫn vậy à. Bà phải hiểu rằng là mình không thể để họ ở chung với mình được. Nhất là cái ông Sang. Ông là giai cấp tư sản mới đi học tập cải tạo về. Vậy chứ giờ để người ta ở đâu? Ủa? Ở đâu thì kệ người ta. Hơi đâu mà bà phải quan tâm. Nhà người ta mình lấy. Bây giờ người ta không có nhà ở, mình phải lo chứ. Anh cứ nói như vậy, hèn chi người ta bất mãn, người ta đi vượt biên. Bà im ngay. Bà ăn nói như vậy, người ta nghe được, người ta bắt bà bỏ vô tù, bà hiểu chưa? Đêm nay đêm cuối cùng gần nhau, lệ buồn dưng dưng lời hát thương đau, nhịp giọt sâu rơi ướt hồn phiêu linh, nắm tay không rời, cô hé run run môi cười lúc chia tay bên chung tiếc thương. Đêm nay hai mái đầu còn say, ngậm ngùi thầm trao nhau giấc mộng chưa thành. Em ơi đừng khóc sâu biệt ly, vì lệ tuôn rơi làm héo xuân thi. Dù đêm không như hôm chúng mình, dù quan san cách chờ mong manh, hãy tin một điều nỗi nhớ thương xưa vẹn. Phượng, trời ơi, em đi đâu vào giờ chứng nghiêm vậy? Cho em vô nhà. Phượng, Phượng. Phượng, cô Phượng. Phượng. Anh không ngủ được hay sao? Ở trong trại ngủ sớm, dậy sớm quen rồi anh. Anh về có định làm việc gì hay không? Dạ, thưa ông, tôi cũng chưa biết mình phải làm việc gì. Thì chuyên môn của anh trước đây là gì? Thì bây giờ anh sử dụng nó để cống hiến cho đất nước. Cũng chính vì cái ý nghĩ đó, ở lại để đóng góp và xây dựng cho quê hương, mà tôi đã không về Sài Gòn để đi di tản. Mặc dù trước đó tôi hoàn toàn có đủ khả năng để thuê trực thăng riêng để bay ra đảo Phú Quốc. Theo anh, bây giờ anh có thể làm được việc gì? Trước đây tôi đã học về ngành ngân hàng ở Pháp. Tôi có thể kinh doanh và có thể điều hành ngân hàng cho nhà nước thật tốt. Nhưng mà ở thời điểm này tôi e là khó. Vậy à? Hay là để tôi đi gặp mấy anh lãnh đạo ở tỉnh, trình bày ý nguyện của anh thử xem sao. Cảm ơn ý tốt của ông. Nhưng mà tôi nói thật là khó. Tại vì tôi đã không dưới 3 lần ngỡ ngàng bởi cách đối xử với giới trí thức và công chức thời Ngụy của chính quyền cách mạng. Thôi, xin phép tôi phải đi làm việc, kẻo trễ. Dạ chào ông. Anh Sang, anh muốn nghỉ ngơi một thời gian chị. Bây giờ anh cũng chưa biết làm gì. Chăng tụi em phải ra Nha Trang sống với thằng Quang quá. Chút xíu nữa cô hỏi ông coi thích ăn món gì. Bây giờ cái gì cũng đắt đỏ hết đó chị. Nhưng mà hai vợ chồng em tính chút xíu ra chợ chơi một chút. Chị đi chung với tụi em nha. Thôi, cô với ông đi đi. Chị ơi, sau này chị đừng có kêu anh Sang là ông nữa nha. Bây giờ không có ai kêu như vậy hết. Chị kêu ảnh bằng anh hay là chú gì cũng được rồi. Kêu như vậy cho nó thân tình nha chị. Má. Gì con? Có người muốn gặp má trên phòng khách. Ai vậy? Mấy người lo chuyện đi học cho con. Người ta muốn gặp má để hỏi chuyện gì đó. Có chuyện gì? Anh, hay chút nữa em dụ bà Lý đi ra chợ. Anh tranh thủ tìm cách vô phòng lấy đồ đi. Nhưng mà anh nhớ là kêu thằng Vinh nó đi theo. Cái giường nó nặng lắm. Vậy thì còn thằng Thiện của ông Sủ thì sao? Hay em rủ nó cùng đi với bà Lý ra chợ, được không? Hay em gọi kêu thằng Vinh nó vậy, rủ thằng Thiện để đi chơi đi. Không được, cái giường đó nặng lắm. Anh sẽ nhờ ông Năm. Sao được anh? Không sao đâu. Anh biết tính ông Năm mà. Ổn không? Ừ. Vinh, dậy đi con. Ừ. Vinh à, dậy đi con. Dậy đi. Dậy. Dậy mẹ nhờ chút chuyện nè. Gì vậy mẹ? Con lên coi thằng Thiện nó dậy chưa. Để làm chi? Rủ nó ra ngoài chợ chơi được không con? Phải có tiền mới rủ nó được. Ừ, mẹ có nè. Đây nè con. Đi đi con. Đi đi con. chị và cháu yên tâm, coi như là hồ sơ đã xong. Em nghĩ là cháu Thiện đủ tiêu chuẩn để đi. Lý lịch của cháu Thiện như vậy là số 1 đó chị. Dạ, Trâm sự nhờ chú lo cho cháu đi được. Dạ em xin phép. Ủa, mà bữa nay Khảo đi học tiếng Nga hả má? Sao lại không học con? Thì ông đó nói coi như hồ sơ của con xong hết rồi còn gì, đi học chi nữa. Con, có đi hay không đi du học thì cũng phải học giỏi trước con à. Con hiểu chưa? Dạ. Thiện, sáng nay ăn sáng gì chưa? Mày làm đồ ăn thức uống cho tao chưa mà hỏi nữa. Hôm nay mẹ tôi mới cho tôi tiền, kêu mời cậu ra ngoài ăn sáng, đi không? Hả? Được đó. À, có đủ tiền, ăn ở Ba Lát không vậy? Dư xăng. À, được. Đợi tí nha, tao lên thay đồ. Ê, vậy tôi ra ngoài đợi trước nha. Thiện à, gần tới giờ thầy giáo tới dạy học rồi con. Không đi ra ngoài ra phố được đâu. Chị, ủa, có chuyện gì không cô? Em tính rủ chị đi chợ. Vậy à? Hôm nay em tính tổ chức tiệc cho anh Sang, mừng anh trở về. Chị đi với em nha. Má lên đây với con. Có chuyện gì không con? Má lên đây với con. Đi đi chị. Cô à, cô đợi tôi chút xíu nha. Thế phải thế, thế thôi phải thế. Vinh. Dạ. Nó không chịu đi hả con? Dạ, nó lên thay đồ, mà không biết sao mà lâu quá ba. Con lên trên đó coi sao. Mình phải chủ động chứ. Trong cuộc sống, đừng để bị động. Nhanh lên, đi đi con. Con hiểu rồi. Sao tự nhiên con đợi cái hộp đó? Cái đó là cái gì? Má đâu có biết cái đó có chơi được không mà con đòi. Má lấy cái đó cho con chơi đi má. Này con. Dạ. Cái này là cái gì mà con đòi vậy? Cái đó là đồ chơi Lego đó chị. Cái này là đồ chơi của thằng Vinh. Anh Sang ảnh mua từ bên Pháp về cho nó chơi á chị. Trời đất, cái này là đồ chơi hay sao? Dạ. Sao mà nó biết? Mà nó đồ chơi gì ta? Dạ, con nít nó chơi cái này thông minh lắm chị. Em nghe anh Sang nói vậy á. Con à, cái này là đồ chơi của anh Vinh đó con. Chị, không sao đâu. để cho cháu nó chơi đi chị. Thằng Vinh nó chơi từ nhỏ rồi, bây giờ nó không còn nhớ gì nữa đâu. Thôi, chị em mình đi đi chị. Đi chợ đi chị. Dạ, cảm ơn cô. Đi chị. Tùng à. Dạ. Con ở nhà coi chừng nhà. Không được cho ai vô phòng của ba má nghe con. Dạ. Anh ở nhà coi chừng nhà nha. Em với chị Lý đi ra chợ mua ít cá thu về để làm chà bông. Ê, làm gì lâu quá vậy? Không biết cái áo caro của tao đâu mất tiêu rồi. Bữa tao giấu dưới này nè, giờ tìm hoài không thấy. Trời ơi, hôm bữa ông già mày đốt hết quần áo của tao rồi còn gì. Không, tao còn nhớ tao giữ lại 2 cái. Một cái caro với một cái chim cò gì mà. Giấu gì nữa ông già mày. Thôi mặc đại cái áo cũ nó đi. Ra chợ tao mua cho mày cái áo mới. Thiệt không vậy? Thiệt. Tiền mày không có mà mày đặt mua áo cho tao. Tiền hả? Nè. À. Đi. Lại lên. Lại lên. Đó, đá ra. Hai đứa đi đâu đó? Dạ, tụi con ra chợ mua chút đồ ba. Vậy sẵn mua cho ba một bịch cà phê hộp luôn nghe. Dạ, ba yên tâm, con sẽ mua lò cà phê thượng hạng cho ba. Con đi nha ba. Anh Năm, để tôi giúp anh. Thôi, có chút xíu tôi làm được mà. Ông nhúng tay vô chỉ cho mệt. Lên trên nghỉ cho nó khỏe đi. Trong mấy năm đi cải tạo, tôi học được nhiều thứ lắm anh Năm à. Không chỉ có riêng mấy thứ trồng khoai lang, khoai mì này đâu. Anh đừng có lo. Anh Năm à, tôi có chuyện này muốn nhờ anh giúp. Có chuyện chi, ông cứ nói. Nhưng mà anh vô nhà tôi mới nói chuyện với anh được. Đi anh. Coi như là lần này tôi xin anh. Cái thằng cha này, nhờ có tí xíu gì thôi mà đi đâu mất tiêu. Dạ, ông nói gì? Anh Năm, tôi tưởng anh không lên. Dạ, tao đâu dám. Anh ngồi xuống đó đi. Đi anh Năm. Anh ngồi xuống đi. Dạ tôi không dám. Tôi có chuyện này muốn nói với anh. Chuyện có hơi tế nhị một chút, nhưng mà tôi tin tưởng anh. Anh là người mà tôi tin tưởng nhất trong căn nhà này. Dạ tôi cảm ơn ông ạ. Tôi đã muốn ở lại đây để phục vụ và cống hiến, nhưng mà tôi đã không lường hết mọi chuyện lại diễn ra nhanh chóng và khác quá nhiều so với những gì tôi suy nghĩ. Anh Năm à. Dạ. Tôi có cất giấu ở dưới gầm giường, ở trên phòng ngủ của vợ chồng tôi trước đây. Đó là đồ gia bảo của dòng họ tôi, từ thời ông nội tôi để lại cho cha tôi, từ thời cha tôi để lại cho tôi. Nhưng hiện nay cái phòng đó không còn là cái phòng của hai vợ chồng tôi nữa, và cái căn nhà này nó cũng không còn là của tôi. Anh Năm à, ý của tôi là tôi muốn nhờ anh lên phụ với tôi dịch chuyển cái giường ngủ của họ để lấy lại vật gia bảo của dòng họ nhà tôi, được không anh Năm? Dạ. Không được đâu. Dạ xưa nay ông nhờ cái gì tôi cũng làm hết, bây giờ thì cũng vậy. Nhưng mà cái này tôi thấy khó quá. Chà, tôi chỉ nhờ anh là lên trên đó phụ tôi dịch chuyển cái giường ra để tôi lấy đồ nhanh thôi mà. Dạ. Bây giờ mọi người đi vắng hết trơn rồi. Dạ xưa nay ông chủ có dạy, người ăn kẻ ở, không bao giờ được bước chân vô cửa chính, và cũng không bao giờ được đặt chân vô phòng ngủ của ông bà chủ. Dạ. Anh Năm, nhưng mà thế thời thế thay đổi, anh phải linh hoạt giúp tôi chứ. Dạ, thời thế đổi thay, nhưng lòng người phải vững ông à. Ông chủ không có súng, ông có quyền. Anh Năm, hay là bây giờ anh xuống dưới đó canh cửa giùm tôi. Nếu mà có ai về thì anh kêu tôi một tiếng nha. Dạ. Chào con đang làm gì đó? À, con cũng biết chơi xếp hình Lego này nữa à? Cái này là của anh Vinh mà, con lấy ở đâu ra vậy? Thằng nhỏ này có đôi mắt thật sáng, nó có vẻ khá đây. À, con đi ra ngoài chơi với chú nha.